Nguyễn Thành Nam. Năm nay tôi 60 tuổi, tôi đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã bị dậy nến ngứa ngáy da đầu đã hơn 5 năm nay. Tình trạng mà bị vảy nến như vậy đó làm cho tôi cảm thấy rất là khó chịu và sinh hoạt nó cũng bị trở ngại rất là lớn. Cái điều mà quan trọng nhất đối với tôi là mỗi một lần mà tôi ngủ dậy thì trên gối và trên nệm tôi mới bị nhảy lại những cái vảy nến, tôi cảm thấy rất là khó chịu và mất tự tin. Thì chính vì cái chỗ mà tôi cũng không am hiểu nhiều cho lắm, do đó tôi cũng có đi ra ngoài tay tôi mua thuốc uống. Thì sau khi sử dụng thuốc đó, thì nó hết liền. Thế nhưng mà khi hết thuốc rồi đó, thì căn bệnh nó lại trở lại bình thường và nó cảm thấy đến vui vẻ. Tôi cảm thấy rằng sử dụng như vậy đó, mà nó cứ tái đi tái lại hoài thì tôi đã quyết định là ngưng không sử dụng nữa. Và tôi đã tìm hiểu và được biết là ở công ty dược phẩm Philora, nhờ các anh chuyên gia đó tư vấn một cách rõ ràng, tôi cảm thấy rất là vui. Tư vấn cho tôi về cách sinh hoạt ăn uống và cách nghỉ ngơi. Sinh hoạt ăn uống như là ăn nhiều rau quả, ngũ cốc, hay là uống nha đa, hay là đạo hạt hút. Rồi tôi lại bỏ hẳn thuốc luôn. Sinh hoạt ngủ nghỉ đúng giờ. Sau mà thời gian sử dụng như vậy đó thì tôi cảm thấy rằng hiệu quả rõ ràng, kết quả nó rất là tốt. 5 năm trước đây thì tôi đã tìm rất là nhiều đông y có, tây y có, điều trị bằng mọi cách, nhưng rồi hiệu quả nó cũng không tốt lắm, nó cứ tái đi tái lại. Căn bệnh của tôi là như vậy đó, mà làm tôi cũng đã tìm bằng mọi cách, chẳng hạn như là về sinh hoạt ăn uống, rồi cách nghỉ ngơi, nhưng mà cái hiệu quả nó cũng không dừng lại ở đó, thỉnh thoảng nó lại cứ tái diễn hoài. Tôi cảm thấy rất là lo lắng và đau buồn. Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng dược thảo Mỹ, tôi thật sự đã tạm biệt và bái tay cái vảy nến da đầu của tôi sau 2 tháng. Tôi biết được bộ ba dược thảo Viloran này do một người bạn. Họ đã thấy tôi thật sự khó khăn trong cách điều trị căn bệnh này và tôi hết sức là mệt mỏi, do đó họ lại giới thiệu cho tôi. Và tôi muốn thật sự yên tâm hơn nữa thì tôi đã tìm đến công ty dược phẩm Viloran này. Nhân viên đã giới thiệu cho tôi và tôi đã thấy rằng họ đã sử dụng dược phẩm bằng dược thảo thiên nhiên. Thành phần dược thảo thiên nhiên gồm có cam thảo, cúc la mã, quải hương, nha đam và acetate. Tôi thật sự an tâm. Và sau 3 tuần thì căn bệnh của tôi thật sự có tiến triển một cách rõ rệt. Và vỏn vẹn sau 2 tháng điều trị thì căn bệnh tôi nó đã hết hẳn, da đầu nó không còn khô thì bong tróc nữa. Do đó tôi rất yên tâm về bộ ba của dược thảo Viloran này. Tôi muốn chia sẻ đến tất cả các anh chị và các bạn, nếu ai thật sự có một cái nỗi lo về vảy nến da đầu của mình thì hãy tìm đến bộ ba dược thảo Viloran. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Viloran TV.